Wow, bánh đồng tiền phô mai hot hit thật sự có vị như thế nào? Hãy cùng tôi đi thử thôi. Hey bro, chào mừng đã đến với điệp vụ ăn hàng của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Hôm nay lại cùng tôi đu trên muộn mạng với bánh đọc su phô mai nha. Bữa giờ thì mắc ăn dữ lắm á, mà chỗ nào thì cũng đông đen. Cái tiệm này thì nằm ở trên đường Lê Thánh Tôn quận nhất, nhưng mà nó không có quá đông đúc, tiện đường đi làm về cho nên là tôi ghé luôn. Trong lúc chờ bánh thì các bro có thể quan sát người ta làm bánh như thế này. Nhìn miếng phô mai to bự quá là đáng mong đợi. Thàn thàn, bánh đồng xu đã ra lò. Ui, vỏ bánh còn đang rất là nóng á. Wow. Phô mai kéo dài. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nhìn đã mắt thật sự á. Còn mùi phô mai thơm nức nữa. Nhân danh một tín đồ của phô mai thì xin chấm bánh này 8.5/10. Vỏ bánh mềm nè, không có bị ngọt, ăn kèm với phô mai béo ngậy dai dai. Bột bánh này không hiểu sao tôi thấy nó hơi giống bánh phèn la á. Ở đây còn bán cả bánh cá nữa, cho nên là tôi order thêm hai vị bánh cá best seller, đó là matcha và phô mai muối biển. Bánh cá nhân rất là đầy đặn, vị matcha thơm lừng, béo ngậy, nhưng mà nó quá béo so với khẩu vị của tôi nha. Ăn nửa cái thôi thì tôi đã thấy hơi ngấy rồi, nên là chấm 8 điểm. Bánh cá phô mai muối biển thì có phần nhân béo, mặn, kiểu như là vị kem macchiato mặn ở trên mấy món nước hết cắt rồi. Nhưng mà ngon nha, tôi chấm em này 9 điểm. Ăn hết rồi, xách xe về nhà thôi. Hẹn gặp lại trong những chiếc clip ăn hàng tiếp theo. Bye bye. Xèo long bao ăn ở Việt Nam thì có ngon như ở Đài Loan. Hãy cùng một cô gái đã từng đi Đài Loan như Tiểu Ăn Dụng tôi kiểm chứng nha. Hi bro, chào mừng đã đến với điệp vụ ăn hàng của Tiểu Ăn Dụng tôi. Hôm nay hãy cùng tôi đi ăn Chin Din Roll, top 5 nhà hàng dim sum nhất định phải thử tại Đài Loan. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam nè. Và món signature mà mọi người nhất định phải thử tại nhà hàng chính là xèo long bao, hay còn gọi với cái tên Việt hóa là tiểu long bao á. Món này thì phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha, bởi vì nó sẽ có một cách ăn rất là đặc biệt và mọi người có thể xem được ở trên menu hoặc là trên bao đũa. Rồi, cùng làm theo tôi nha. Đầu tiên chấm vào nước chấm giấm gừng, sau đó dùng đũa tác động vật lý lên phần vỏ, khiến cho nước dùng bên trong trào ra. Thêm một ít gừng lên trên, thưởng thức phần súp rồi mới ăn trọn. Úi, lớp vỏ rất là mỏng, da nhẹ, ăn không có bị ngán. Phần nhân bên trong thì rất là đậm đà, béo thơm. Xèo long bao ở Chin Din Ro thì nó còn đặc biệt ở chỗ là sẽ có những cái vị lạ lạ như là trà xanh, cua tuyết hay là nấm truffle nha mọi người. Nói chung tôi thấy rất là chuẩn vị Đài Loan như là tôi ăn ở bên Đài vậy á. Những món dim sum khác thì ăn cũng rất là ổn áp, với phần vỏ mỏng và phần nhân ở bên trong tươi ngon. Trong đó có một loại tôi cực kỳ thích, đó chính là cảo sò điệp Hokkaido này nè. Vỏ bên ngoài thì nó dẻo dai dai, gần giống như là bánh bột lọc. Phần nhân bên trong thì nó giòn sần sật, ngọt, thơm, ăn cực kỳ cuốn luôn. Món này thì không chỉ một mình tôi mà mấy đứa bạn đi cùng cũng mê nha. Một món nữa không thể không nhắc đến đó chính là ngỗng quay, với lớp da giòn, béo và phần thịt vẫn còn mềm mọng. Chấm cùng với cái nước sốt chua chua ngọt ngọt nữa thì quá là chẹp. Cái gia vị ướp ngỗng thì rất là đặc biệt, không có giống như là hương vị của bất kỳ cái món thịt quay nào ở Việt Nam mà tôi từng ăn nha. Giá cả ở đây thì tôi thấy cũng khá là ổn áp nếu so với những cái nhà hàng dim sum khác á. Nhà hàng sẽ chính thức khai trương từ ngày 15 tháng 9 này. Và nó nhỏ một xíu, đó là trong tuần lễ khai trương thì sẽ có chương trình ưu đãi 20% đó. Đến ăn đi các bro, biết đâu sẽ gặp tôi ở đó thì sao? À, ai mà thích ăn bánh bao nhân ca dế rồi nhân custard đổ thì nhất định không thể bỏ qua chiếc bánh chú nhím này. Các loại nước thì cũng rất là đậm vị trà, không bị quá ngọt, cùng phần trang trí hình chú gấu cưng xỉu. Còn chần chờ gì mà không ghé Chin Din Ro tại Sài Gòn Central lâu năm. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chiếc clip sau. Bye bye. Cuối tuần tụ tập với hội chị em keo lì lady thì đi đâu? Tôi có một gợi ý cực chill cho mọi người đây. Hi bro, chào mừng đã đến với điệp vụ ăn hàng của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Hôm nay hãy cùng tôi enjoy cái moment cuối tuần tại Somewhere, một không gian resort thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn, cực kỳ thoáng đãng, sang trọng và lãng mạn. Menu rất là đa dạng, cho nên là tụi tôi cũng chọn món rất là cao hứng, Âu Á kết hợp. Rồi, review cái món mà tôi ấn tượng nhất nè, bọt phu chi nướng đĩa đá. Món này thì mọi người sẽ được phục vụ ngay tại bàn để thưởng thức được cái miếng bọt tươi ngon, nóng hổi, siêu mềm mỏng, thơm bơ và béo ngọt. Xuất tiêu và những cái món đi kèm cũng rất là vừa vặn nha. Một món mà các tín đồ phô mai như tôi nhất định phải thử đó là phô mai camembert nướng với nấm truffle và mật ong. Phô mai bên ngoài dai, bên trong mềm, dẻo,
điểm thêm mùi đặc trưng của nấm truffle và một chút ngọt nhẹ của mật ong, ăn kèm với bánh mì bơ tỏi và ốc chó. Một món nữa khiến tôi bất ngờ ngay từ muỗng đầu tiên đó chính là súp kim chi sườn bò, thật sự là một đẳng cấp khác nha. Tôi cực kỳ recommend Zoomware cho những buổi tụ họp bạn bè, tiệc tùng sinh nhật và cả hẹn hò lãng mạn nha, vì cảm giác mà Zoomware mang lại thì nó vừa chất mà lại vừa chill. Ăn ngon xong thì còn gì tuyệt vời hơn là cặp ly cocktail chill chill trong không gian âm nhạc catchy. Chị em tôi đã có một buổi tối thứ sáu đúng nghĩa xả stress tại đây luôn. Ngày đầu chi nhánh ở Đông Du thì còn xịn hơn nữa, tôi phải ghé mới được. Đu Blackpink thì cũng có đu this đu that. Người ta đu bằng cách coi concert, săn album, còn tôi thì ăn gà rán Blackpink nha. Hát rồi, chào mừng đã đến với điệp vụ ăn hàng của tuyển dụng tôi, để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Hôm nay tôi sẽ đi ăn gà rán Blackpink độc lạ. Và đây là quán mà ngày hôm nay tôi đi nè, một chi nhánh mới của Chicken Plus vốn đã quen thuộc với các tín đồ gà rán. Một điểm cộng của quán chính là sau khi order món trong menu thì sẽ được sử dụng quầy live miễn phí, review nước thoải mái, chỉ với 1 năm cá thôi. Quá là hời rồi phải không các bro, vừa được ăn gà, vừa có cơm trộn, salad và cả hamburger nữa. Không biết phải trộn với sốt nào cho nên là tôi sẽ trộn hết xem sao ha. Rồi, đồ ăn đã sẵn sàng, ăn thôi. Đây là gà rán Blackpink, miếng gà thì đen như là món gà bóng đêm phải thấy trên mạng á. Nhưng mà gà này thì ăn được nha, ha ha. Nước sốt đó thì màu hot pink, kèm theo một cái gói rất là đặc biệt, gói kẹo nổ. Ghê chưa, kẹo nổ ăn chung với gà hả? Giờ thì cho Black và Pink gặp nhau thôi. Tôi sẽ thử xem có thật sự ổn áp không. Vị không khác gà rán bình thường lắm nhưng mà tẩm ướp khá là đậm đà. Khi ăn gà không á, mà không chấm nước sốt á, thì cũng sẽ không nhạt nha. Theo như mấy bạn nhân viên chia sẻ á, thì màu đen này không phải làm từ than tre đâu mà là làm từ túi mực của con mực á. Nước sốt này là vị sữa dâu, chua chua, ngọt ngọt. Khi mà rắc thêm kẹo nổ thì nó nổ bập trong miệng nghe rất là lạ lùng. Nhưng mà sao tôi thấy cái phần flake kết hợp với cái phần binh nó không có bùng vị nha. Với lại tôi cũng không phải tín đồ của các loại bánh kẹo sữa chế biến từ dâu nữa, cho nên là tôi cũng không có thích cái sốt này lắm. Tiếp theo thì tôi có món gà đỏ sốt vàng, rất là bốc lửa đó. Cái sốt vàng này là sốt phô mai cay đã làm nên tên tuổi của quán các bro. Nhìn miếng gà thì có vẻ bốc lửa nhưng mà nó không có cay nha. Vị cay nó lại đến từ cái sốt vàng này nè, lượng tình ha. Nhưng mà ngon, sốt cay cay, béo béo, ăn cùng gà rất là bắt. Màu đỏ này thì là màu của bột củ dền á. Tiếp theo thì tôi sẽ ăn gà nguyên con rán, nhưng mà là phần nửa con thôi. Tôi sẽ ăn cùng cái sốt kem hành này nha. Sốt kem hành nghe thì có vẻ hăng nha, nhưng mà không hề hăng luôn. Nó rất là béo ngọt, ăn cùng với gà thì rất là đúng gu tôi. Tôi đánh giá cao cái món gà rán nguyên con này vì nó giống như trong phim Hàn mà tôi hay coi á mọi người. No đây rồi, xách xe về nhà thôi. Hẹn gặp lại trong những chiếc clip ăn hàng tiếp theo. Bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.